Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Chuyến thăm làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tạo động lực để Hà Giang phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và hiệu quả. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang tham gia thảo luận tại kỳ họp thứ 5. Xã Cán Tỉ, huyện Quản Bạ đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ. Tăng cường quảng bá, liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 5 vừa qua, thật vinh dự cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang khi được đón đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng đoàn công tác Trung ương lên thăm làm việc và có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực. Chuyến thăm làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và dành nhiều tình cảm cho đồng bào nơi địa đầu Tổ quốc. Qua đó, càng củng cố thêm niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ. Ngay khi đến tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ tới dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, nơi yên nghỉ của hơn 1.870 liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm thành kính, Thủ tướng Chính phủ cùng các thành viên trong đoàn đã thành kính tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để non sông đất nước được hòa bình, ấm no và hạnh phúc. Tham dự lễ khánh thành công trình cải tạo nâng cấp bảo tàng tỉnh Hà Giang, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ niềm vui, chúc mừng khi tỉnh Hà Giang đã có một công trình mới hiện đại mang ý nghĩa cả về kinh tế, văn hóa và xã hội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn bảo tàng tỉnh Hà Giang sẽ không chỉ là nơi bảo tồn, giáo dục truyền thống, giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Hà Giang, mà phải xây dựng bảo tàng tỉnh Hà Giang có bản sắc riêng biệt so với các địa phương khác, phải được thương mại hóa để góp phần tạo ra giá trị về kinh tế, phát triển theo hướng bao trùm toàn diện, bản sắc và hiệu quả. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân được gặp Thủ tướng Chính phủ và tham gia lễ khánh thành nhà bảo tàng Hà Giang sẽ luôn là kỷ niệm đáng trân trọng. Đồng thời, tất cả đều đánh giá cao quy mô, ý nghĩa của bảo tàng. Đấy, tôi rất là tự hào đã được xây dựng trên một mảnh đất, có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa. Như thế thì tôi thấy là cái bảo tàng chúng ta đã hiện đại hóa và thật sự là một cái trung tâm văn hóa của tỉnh chúng ta. Mà văn hóa đây là bao hàm tất cả tinh thần và vật chất. Mà nếu như ai chưa đến thăm bảo tàng của Hà Giang trong cuộc đời thì cũng là tiếc. Hà Giang đang từng bước đổi thay diện mạo tích cực nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của cá nhân Thủ tướng Chính phủ và bằng chính sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tuy nhiên, cái được vẫn chỉ là sự khởi đầu, còn rất nhiều khó khăn đang ở phía trước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đặc biệt nhấn mạnh, Hà Giang là tỉnh địa đầu Tổ quốc, có truyền thống lịch sử hào hùng bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ. Đồng thời, nỗ lực phát triển dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh. Hà Giang cũng cần phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa một số cái mặt công tác như thế này. Một là cái quy mô nền kinh tế của chúng ta còn nhỏ, cần phải phấn đấu tốt hơn nữa. Quy mô nền kinh tế mà nó tăng lên thì cái thu nhập bình quân đầu người nó tăng lên, nó cải thiện cái đời sống của nhân dân cả về tinh thần cả về vật chất. Vấn đề thứ hai là đẩy mạnh cái sản xuất, tạo cái sinh kế cho người dân bằng nhiều cái hình thức khác nhau. Mà muốn tạo được cái sinh kế, đẩy mạnh cái sản xuất thì chúng ta phải tạo ra được những cái ngành mới, rồi phát triển được cái không gian mới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị tỉnh Hà Giang phải phát huy tinh thần tự lực tự cường, đi lên bằng nội lực, không mất tự tin khi gặp khó khăn, không lạc quan quá khi thuận lợi, tranh thủ thời cơ thuận lợi, bình tĩnh tự tin, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá. Tránh hai khuynh hướng trông chờ ỷ lại và sợ trách nhiệm, sợ sai, an phận, thủ thường. Cùng với các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hà Giang cũng đã nhận được nhiều ý kiến tham vấn, phân tích của lãnh đạo các bộ, ngành trung ương về phát huy tiềm năng lợi thế, phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá của cả nước,
như việc quan tâm hệ thống thiết chế văn hóa để thúc đẩy du lịch, tập trung phát triển các cây, con đặc trưng, thế mạnh của tỉnh. Trong đường văn thì đã quy hoạch là khu du lịch quốc gia, thì đề nghị tỉnh chú trọng để phát triển theo các cái hướng quy hoạch này. Bên cạnh đấy thì bộ cũng xin đề nghị là bổ sung thêm các cái biên chế cho cái bảo tàng của cần thật. Hôm nay chúng ta cũng đã tiến hành cái bảo tàng của tỉnh, cũng là rất là nhiều cái đặc sắc và áp dụng rất là nhiều các cái công nghệ mới, cách trưng bày mới, thì cũng cần phải thêm rất là nhiều nhân sự để có thể triển khai. Tập trung cây con là phải tốt về, kể cả chất lượng, số lượng, năng suất, chỉ dẫn địa lý, rồi chỉ số nguồn gốc, ở trên đấy là chúng tôi nông nghiệp hữu cơ chúng ta cũng rất là vừa tiềm năng, và cái du lịch nông nghiệp cũng vậy. Thế mà xúc tiến đầu tư nông nghiệp. Sự kiện cuối trong chuyến thăm làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại tỉnh Hà Giang là khởi công tuyến cao tốc Hà Giang Tuyên Quang giai đoạn 1, mở đầu cho sự phát triển của Hà Giang trong thời gian tới. Bởi dự án sẽ góp phần quan trọng hình thành hành lang phát triển kinh tế và liên kết vùng, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận tải hàng hóa, giải quyết điểm nghẽn về giao thông, vừa phát triển kinh tế xã hội địa phương gắn với đảm bảo an ninh quốc phòng. Tất cả nhân dân trên địa bàn tỉnh nói chung và bà con nhân dân những nơi có dự án đi qua đều không giấu được niềm vui mừng, phấn khởi. Làm thế nào cho đời sống của người dân được sướng lên, chứ không làm khổ đi. Đấy là mong mỏi nhất của những người dân. Ôi dồi, thích quá, được làm đường như này cho dân thì đi lại cho nó thuận lợi, cho giao thông nó ấy, đường các đường kia đỡ tắc quá sướng, cho dân, giúp cho dân để làm kinh tế tốt thôi. Chủ trương là mở cái đường cao tốc ấy, tức là mở một cái lối, một cái hành lang cho người dân ở một cái nơi còn nhiều khó khăn như vậy để phát triển kinh tế. Đây một ý nghĩa rất lớn để mà hiện thực hóa cái đất Hà Giang, cái vùng biên giới này trở thành một cái nơi có kinh tế phát triển, thì đây là cái chúng tôi cho rằng đây là cái điểm khởi đầu. Đặc biệt về phía cấp ủy chính quyền các địa phương đều bày tỏ sự quyết tâm đồng lòng tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung về giải phóng mặt bằng tái định cư, qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai đảm bảo theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra. Đối với thị trấn thì phối hợp với lại ủy ban xã Mỹ Hảo cũng tiếp tục vận động để liên tiếp làm sao tuyến cao tốc qua địa bàn 12 cây số thì sẽ đảm bảo sớm nhanh nhất. Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương trọn vẹn một ngày đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước dành cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang. Mỗi đồng chí lãnh đạo lên thì nó thể hiện sự quan tâm của các đồng chí đó, nhưng mà lại là tạo ra một cái lòng tin đối với nhân dân các dân tộc địa phương mà được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, thì tôi cho là đối với các dân tộc Hà Giang thì cũng thì tự biết cái sự tin tưởng ấy và cái sự đoàn kết ấy cũng như là cái sẽ tạo ra một cái sức mạnh tốt hơn từ nay về sau. Chuyến thăm làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hà Giang đã kết thúc thành công tốt đẹp. Những ý kiến phát biểu chỉ đạo định hướng của Thủ tướng Chính phủ tại chuỗi các sự kiện sẽ là nền tảng quan trọng để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang triển khai trong thời gian tới. Qua đó, tiếp thêm sức mạnh để Hà Giang phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra với những bước đột phá diệu kỳ. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc, ngày 29 tháng 5, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 họp toàn thể tại hội trường và dành cả ngày để thảo luận về việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng. Tham dự kỳ họp có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang cùng các ông bà đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang. Tham gia thảo luận về các nội dung này, đại biểu Quốc hội Tráng Nga Dương, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang phát biểu về huy động, quản lý, sử dụng nguồn nhân lực tham gia phòng chống dịch trong quân đội, về đưa nội dung sửa đổi luật phòng chống bệnh truyền nhiễm vào nghị quyết giám sát chuyên đề. Đồng thời, đại biểu Quốc hội Tráng Nga Dương đề nghị Quốc hội quy định rõ nghị quyết giám sát, đưa định quy định rõ nghị quyết giám sát chuyên đề về việc giao Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Y tế khẩn trương hướng dẫn ngay việc xác lập sở hữu toàn dân đối với những tài sản tài trợ cho tặng biếu trong phòng chống dịch COVID để quản lý. Sở hữu sử dụng
nhất là đối với các cơ sở y tế xác định tính giá dịch vụ và thanh toán bảo hiểm y tế. Thứ hai, đề nghị chính phủ công bố tình trạng dịch COVID, chỉ đạo Bộ Y tế hướng dẫn chuyên môn về quản lý sử dụng vaccine, nhất là phác đồ tiêm chủng, hệ số hao, chi phí vaccine. Xin mời đại biểu Hoàng Ngọc Định phát biểu. Cùng thảo luận việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, việc thực hiện chính sách pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, đại biểu Quốc hội Hoàng Ngọc Định, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang đề cập hai nội dung về huy động quản lý, sử dụng nguồn nhân lực tham gia phòng chống dịch trong quân đội và chế độ chính sách cho lực lượng gián tiếp cùng tham gia phòng chống dịch. Để bảo đảm quyền lợi, động viên cán bộ làm việc gián tiếp và tạo sự công bằng giữa các lực lượng cùng tham gia trong công tác phòng chống dịch nói chung và công tác phòng chống dịch bệnh COVID nói riêng, thì tôi đề nghị chính phủ, Quốc hội, các cơ quan tổ chức hữu quan xem xét bổ sung chính sách và tăng mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với đội ngũ lái xe, hành chính, kế toán và các cán bộ khác trong hệ thống y tế dự phòng. Bên cạnh đó, ý kiến của các đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận cũng đánh giá cao công tác huy động quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua đã góp phần quan trọng, có tính chất quyết định để kiểm soát thành công đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong những năm qua, xã Cán Tỉ, huyện Quản Bạ đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển biến tích cực trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và tổ chức. Ông Vương Mỹ Chính, thôn Đầu Cầu 1, hôm nay đến Ủy ban Nhân dân xã Cán Tỉ, huyện Quản Bạ để làm thủ tục hành chính cho các thành viên trong gia đình. Đến đây, ông được cán bộ bộ phận một cửa hướng dẫn rất chu đáo, nhiệt tình để ông hoàn thành làm các loại giấy tờ theo đúng trình tự, thủ tục. Cán bộ đây là hướng dẫn các chi tiết, các công việc, các giấy tờ của bản thân mình, là của gia đình, cũng có hướng dẫn cụ thể để mình đi photo hay là đi chạy chỗ này chỗ nọ cho nó cụ thể, cho nó hoàn chỉnh. Giao dịch viên Vương Đình Chí luôn ý thức nghiên cứu tài liệu, nâng cao nghiệp vụ trong lĩnh vực phụ trách để hướng dẫn cho người dân. Tuy vậy, bản thân anh gặp không ít khó khăn, nhất là việc số hóa hồ sơ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Do điều kiện kinh tế, xã hội khó khăn, trình độ dân trí thấp. Bây giờ là hệ chuyển đổi số, thì có những người dân là có thể biết, và có những người dân thì lại chưa biết thì vẫn xuống đây để làm trực tiếp. Thì chúng tôi cũng đã hướng dẫn người dân là sử dụng điện thoại ở nhà thì vẫn có thể là làm được cái dịch vụ này. Xác định cải cách hành chính là rất quan trọng, Ủy ban Nhân dân xã Cán Tỉ, huyện Quản Bạ đã thực hiện niêm yết thủ tục hành chính công khai tại trụ sở để các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn biết, đồng thời giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, khuyến khích nhân dân phản ánh về những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính để kịp thời chấn chỉnh. Từ đầu năm đến nay, toàn xã tiếp nhận xử lý 4.365 hồ sơ, trong đó đã giải quyết trước và đúng hạn 4.341 hồ sơ. Chúng tôi tập trung vào rất là rà soát toàn bộ các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực các lĩnh vực mà xã quản lý để đề xuất trên để cắt giảm những thủ tục hành chính mà thực sự không cần thiết, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính về chuyển đổi số, hỗ trợ người dân thực hiện về đăng ký cũng như là nộp hồ sơ trực tuyến để giải quyết những các thủ tục hành chính cho người dân được nhanh hơn, gọn hơn. Thời gian tới, Ủy ban Nhân dân xã Cán Tỉ, huyện Quản Bạ sẽ tiếp tục tuyên truyền hướng dẫn người dân tiếp cận với công nghệ số, thực hiện cơ chế một cửa liên thông, từng bước hiện đại hóa nền hành chính của xã, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đánh giá cán bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phát hiện và xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật, vi phạm đạo đức công vụ. Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra với tốc độ nhanh, khiến các sản phẩm dịch vụ ngân hàng thay đổi từ giao dịch truyền thống sang giao dịch điện tử trực tuyến. Sự thay đổi này buộc các ngân hàng phải đổi mới các sản phẩm dịch vụ, đồng thời phải tăng cường đảm bảo an ninh mạng và bảo mật giao dịch trực tuyến. Theo thống kê, lượng người sử dụng ví điện tử và các ứng dụng thanh toán không tiền mặt ngày càng tăng, dẫn đến rủi ro về mất an toàn bảo mật, thông tin khách hàng khi giao dịch trực tuyến cũng tăng theo.
Để bảo vệ thông tin tài chính và tài sản của người tiêu dùng, các ngân hàng đã tăng cường bảo mật tài khoản theo hướng xác thực hai lớp, thử nghiệm áp dụng công nghệ hỏi lại một lần nữa với những giao dịch được đánh giá là bất thường. Ngoài ra, mỗi ngân hàng cũng đặt ra hạn mức giao dịch riêng giúp khách hàng có thể đăng ký hạn mức giao dịch thanh toán tối đa một ngày theo nhu cầu của mình để phòng ngừa rủi ro trong trường hợp bị kẻ gian đánh cắp tài khoản. Đặc biệt triển khai các lớp bảo mật sinh trắc học như vân tay, khuôn mặt, giọng nói giúp người dùng ít phải sử dụng mật khẩu để tránh lộ thông tin mật khẩu trên điện thoại. Tăng cường hoạt động truyền thông về tầm quan trọng của công tác bảo mật an toàn, an ninh thông tin trong tổ chức và trên hết là mỗi người dân hãy nâng cao ý thức bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng. Sáng ngày 29 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện Yên Minh đã tổ chức hội nghị trao đổi nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021-2026. Với chủ đề nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri, tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung như kinh nghiệm giải pháp tổng hợp ý kiến và trả lời ý kiến của cử tri, giải pháp để nâng cao chất lượng quy trình soạn thảo văn bản, ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân, kinh nghiệm và giải pháp thẩm tra văn bản cấp xã, giải pháp nâng cao chất lượng báo cáo với cử tri tại địa bàn ứng cử về hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân về trả lời các yêu cầu kiến nghị của cử tri. Đây là một hoạt động thực sự thiết thực, qua đó giúp thường trực các ban Hội đồng Nhân dân huyện, Hội đồng Nhân dân các xã, thị trấn và cá nhân đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp có thêm kinh nghiệm, kỹ năng trong hoạt động, cũng như thực hiện nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Đồng thời qua đó, Hội đồng Nhân dân các xã, thị trấn cần tiếp tục quan tâm hoạt động tiếp xúc cử tri để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của cử tri, nhân dân. Cùng với đó, đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp tục học tập, rèn luyện để nâng cao chất lượng, kỹ năng hoạt động để thực sự xứng đáng là người đại biểu của nhân dân. Vừa qua, xã Sủng Máng, huyện Mèo Vạc tổ chức gặp mặt các hộ gia đình quay về với phong tục tập quán truyền thống của dân tộc. Xã Sủng Máng hiện có 581 hộ trên 2.900 nhân khẩu, với 8 dân tộc cùng sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 62,8%. Cùng với các nhóm được cấp giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, thì trên địa bàn xã có một số hộ gia đình bị đối tượng xấu dụ dỗ theo tà đạo, san khư khệ tọ. Trước tình hình đó, Công an huyện Mèo Vạc đã phối hợp với cấp ủy chính quyền xã Sủng Máng, lực lượng công an xã, tăng cường công tác nắm tình hình, tuyên truyền, vận động bà con nâng cao cảnh giác, không tham gia các tà đạo, giữ gìn bản sắc văn hóa, phong tục tốt đẹp của dân tộc mình. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ năm 2015 đến nay, các lực lượng đã tuyên truyền vận động thành công 65 hộ theo tà đạo san khư khệ tọ quay về với phong tục tập quán truyền thống. Riêng từ đầu năm 2023 đến nay là 4 hộ gia đình. Tại buổi lễ, Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức cho 4 hộ gia đình nhất trí quay về phong tục tập quán truyền thống ký bản cam kết. Đồng thời, lãnh đạo công an huyện, cấp ủy chính quyền xã đã trao tặng các phần quà để động viên các gia đình. Thưa quý vị và các bạn, tháng 11 năm 2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận lưu hành đặc biệt giống lúa thuần tẻ nương của Hà Giang. Tiếp đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản ủy quyền cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Đạt Thành Hà Giang tổ chức sản xuất và lưu hành giống lúa này. Phát huy những kết quả đã có, trong giai đoạn qua, công ty một mặt mở rộng diện tích sản xuất lúa giống để cung ứng cho các tỉnh, thành trong cả nước, đồng thời phối hợp với các huyện Quang Bình, Bắc Quang và Vị Xuyên thực hiện vùng sản xuất gạo hàng hóa chất lượng cao. Theo tính toán của bà Nguyễn Thị Hoa, một người đã có hơn 30 năm trồng lúa, vụ lúa xuân năm nay sản lượng của gia đình ước tăng 30% so với những năm trước nhờ đưa giống lúa tẻ nương vào gieo trồng. Đây là giống lúa có sức chống chịu sâu bệnh, chống hạn cao hơn, bông lúa to và hạt dài, thân cây cứng và cho sản lượng thu hoạch ước đạt 8 tấn một hecta. Tôi khi mà tôi được nhận cái giống lúa này về từ lúc cấy và cho đến lúc bây giờ đấy, hiện tại là đã sắp được thu hoạch rồi, thì tôi thấy là cái ưu điểm của cái giống lúa này là dễ chăm sóc, thế và chịu hạn, chịu khô, phát triển tốt, là ít sâu bệnh. Đây là hai giống lúa được người nông dân Quang Bình sử dụng bằng hai bộ giống khác nhau. Với bộ giống truyền thống thì chúng ta có thể nhận thấy bông thưa và dường như bông rất nhỏ. Tuy nhiên, với tẻ nương Hà Giang được sản xuất tại Hà Giang thì chúng ta có thể dễ dàng quan sát bông lúa dài hơn, số lượng hạt nhiều hơn và dường như sức chịu đựng của cây tốt hơn. Đó là những ưu việt mà giống lúa tẻ nương Hà Giang được khẳng định tại đất Hà Giang hiện nay. Sau rất nhiều năm sưu tầm, phục dựng và sàng lọc,
cuối năm 2022, giống lúa tẻ nương Hà Giang đã được Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Đạt Thành Hà Giang phục dựng thành công. Sau khi được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận cho lưu hành, công ty đã liên kết với các hộ dân tại xã Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, Trung tâm Khoa học Kỹ thuật giống cây trồng Đạo Đức thực hiện vùng sản xuất lúa giống với diện tích hơn 12 ha. Đến nay đã cung ứng trong tỉnh và nhiều tỉnh thành trên cả nước hơn 70 tấn lúa giống. Công ty có liên kết với các huyện Quang Bình, Bắc Quang thực hiện sản xuất gạo hàng hóa với quy mô trên 130 ha. Cái địa hình nó đa dạng như vậy thì chắc chắn rằng Hà Giang còn rất nhiều các cái nguồn gen quý cần được phải khai phá và tôn vinh và nâng lên những giá trị cao, không những sử dụng cho Hà Giang mà có thể dùng cho các tỉnh khác. Thì chúng tôi đã lưu trữ và đã tìm được nhiều nguồn gen rất phong phú và đây là cái tiền đề chúng tôi sẽ nghiên cứu được rất nhiều dùng lúa trong tương lai. Hiện công ty đã đầu tư xây dựng hệ thống nhà xưởng trên 3.500 m2 với hệ thống dây chuyền hiện đại như hệ thống máy đóng bao, máy sàng, máy ủ và hệ thống gieo mạ khay tự động, chuyển giao kỹ thuật mạ khay, máy cấy và máy bay không người lái phun thuốc bảo vệ thực vật, giải phân cho người dân. Ngoài ra, công ty còn giải quyết việc làm ổn định cho 10 lao động địa phương với mức thu nhập từ 6 đến 8 triệu đồng một người một tháng. Cái giống lúa bây giờ là cái giống lúa này là cái giống tốt nhất mà đưa ra để thành những cái hạt gạo ngon nhất và chất lượng nhất so với ngày xưa. Giá cả thì ngày trước giá ngày xưa là đắt hơn đấy, nhưng bây giờ thì giá cũng bình thường để phù hợp với cái điều kiện của nhân dân người ta mua giống. Việc Công ty Cổ phần Nông nghiệp An Đạt Thành Hà Giang phục tráng, sản xuất thành công giống lúa tẻ nương Hà Giang không chỉ góp phần giúp tỉnh chủ động nguồn giống với giá thành giảm 30% so với giống lúa lai trên thị trường hiện nay, đồng thời đây cũng là tiền đề để đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp Hà Giang theo hướng khép kín từ cung ứng giống, áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất và bao tiêu sản phẩm làm ra. Cùng với việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thời gian qua, tỉnh Hà Giang cũng đang tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân sản xuất nông nghiệp. Phát huy vai trò là cầu nối đưa các sản phẩm nông nghiệp đến với thị trường trong và ngoài tỉnh, thời gian qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã đẩy mạnh liên kết với các tổ chức hội doanh nghiệp trong nước để tìm đầu ra ổn định, bền vững cho nông sản địa phương, từng bước đưa những sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng đến với thị trường ngoài tỉnh. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hà Giang đã kết nối với cái Hiệp hội Nữ Doanh nhân Hà Nội và để thực hiện việc kết nối tiêu thụ cái nông sản sạch từ thị trường Hà Giang, nhưng trước hết là thí điểm với huyện Quản Bạ để tiêu thụ về cái thị trường rất lớn là thị trường thủ đô Hà Nội. Là huyện có nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, việc liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản cho người dân và hợp tác xã trên địa bàn huyện Quản Bạ đã và đang được các cấp ngành đặc biệt quan tâm. Qua các hội nghị đối thoại trực tiếp với chủ thể cá nhân sản xuất nông nghiệp, huyện đã định hướng việc lựa chọn cây trồng vật nuôi phù hợp với địa phương, từ đó tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm. Bà thì được chúng tôi thường xuyên quan tâm chỉ đạo bằng cách làm rất hết sức cụ thể, đó là việc tìm kiếm các cái người đứng ra bao tiêu sản phẩm nông sản cho người nông dân trên địa bàn huyện Bà. Thông qua cái việc tìm kiếm đó thì chúng tôi đã bắt tay được với nhiều các cái mối hàng, các cái đơn hàng để giúp người nông dân tiêu thụ sản phẩm nông sản ra khỏi địa bàn huyện Quản Bạ. Việc liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản cho doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, các cá nhân sản xuất đang là vấn đề được tỉnh đặc biệt quan tâm. Hiện nay, phương thức sản xuất, canh tác của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã đã dần áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến cho ra những sản phẩm sạch, chất lượng cao ra thị trường. Hiện nay chúng tôi tập trung nhiều là về nông sản, ví dụ như các loại rau quả. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái vùng ở đây cũng có một cái vùng dược liệu, thì cái đấy cũng rất là phù hợp với thị trường Hà Nội. Thì mục tiêu của chúng tôi là cũng giúp những cái doanh nghiệp ấy để người ta sản xuất những cái sản phẩm đấy đạt với lại cái tiêu chí của chúng tôi. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất canh tác sẽ cho ra sản phẩm tốt. Từ những sản phẩm nông sản đó sẽ tiếp tục được đưa tới những thị trường lớn hơn. Và quan trọng nhất là việc bao tiêu sản phẩm nông sản sẽ ổn định và bền vững hơn cho người dân. Với tổng diện tích đất lâm nghiệp lớn, chiếm hơn 72% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, đến nay tỉnh Hà Giang đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, chương trình kế hoạch để phát huy lợi thế về lâm nghiệp, từng bước nâng cao độ che phủ rừng, giá trị dịch vụ môi trường rừng và nâng cao thu nhập cho người dân. Đến năm 2022, toàn tỉnh Hà Giang có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp đạt trên 570.000 ha, cao nhất vùng Đông Bắc Bộ, đứng thứ 12 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Để phát huy lợi thế về lâm nghiệp, tỉnh Hà Giang đã ban hành nhiều nghị quyết về phát triển lâm nghiệp bền vững, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, trong đó hỗ trợ 5 triệu đồng một hecta đối với trồng rừng sản xuất bằng cây giống tốt, 8 triệu đồng một hecta đối với trồng rừng bằng cây gỗ lớn. Đến nay toàn tỉnh đã trồng hơn 32.000 hecta rừng tập trung, trong đó có trên 9.000 hecta rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững. Qua đó hình thành vùng nguyên liệu bền vững và ngành công nghiệp chế biến gỗ của tỉnh từng bước chuyển dịch từ quy mô nhỏ sang hướng sản xuất hàng hóa. Đến nay toàn tỉnh có 190 cơ sở chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ. Các sản phẩm chủ yếu gồm ván ép, viên gỗ nén, gỗ bóc, gỗ mộc gia dụng. Phấn đấu đến năm 2025, giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 20% trong cơ cấu giá trị của nhóm ngành nông lâm nghiệp, thủy sản. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển lâm nghiệp bền vững, triển khai các chính sách của Trung ương đảm bảo hiệu quả, huy động và lồng ghép các nguồn vốn thuộc chương trình, kế hoạch, dự án của Trung ương, nguồn vốn của địa phương theo hướng giảm dần tỷ trọng đầu tư từ nhà nước, tăng cường các nguồn vốn xã hội hóa lâm nghiệp. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.